Sản lượng năm nay là 250. Nhưng bé Tư tháng này làm yếu quá trời nha bé Tư ơi. Sao? Em chào chị. Không, mọi người cứ làm bình thường đi. Một cô dâu ở đâu đây vậy? Sản lượng hôm nay được nhiêu rồi, tháng này được nhiêu rồi? Tháng này được 200, tháng rồi 300. Trời đất, cái thằng Thiên Đụng ơi, sao mà càng ngày càng tệ vậy? Dạ, tại vì tháng này nhân sự nó nghỉ nhiều quá chị ơi, nên là bị hụt. Nhưng mà nghỉ nhiều thì bây giờ mình phải tìm nhân sự mới vô. Chứ làm ăn kiểu này là chết rồi. Dạ, có. Công ty tháng nào cũng đưa tiền điều đúng không? Dạ, đúng rồi. Không thấy tháng nào hết. Dạ, dạ. Đúng không? Thì mình phải làm sao mà ấy chứ mướn cái bạn này vô rồi kiểu mà làm kìa. Làm ghê cái sản lượng công ty người ta đem đi biết nhiêu hàng, bên khách hàng mà đối tác người ta cần biết bao nhiêu hàng, người ta cần mình làm hàng thì người ta mới khi mình làm hàng gấp cho người ta đem đi, mà làm cái này là chết công ty của em ơi. Ở bên em cũng có đề xuất ở trên rồi, đang tuyển dụng đó chị, nhưng mà thiếu người quá trời. Thiếu người thì mình phải mình lôi kéo nó vô để làm, chứ mình lương đưa ra cái bản trình hình ngoài trước là lương đưa ra là lương cao mà còn gì nữa. Dạ đúng rồi, lương cao lắm luôn á, nhưng mà tuyển vô không làm được nên là nghỉ trơn rồi. Coi cái vụ mà sản lượng lại giùm tôi cái. Dạ, dạ nha. Dạ. Rồi chị này đang làm gì đây? Ê bé Tư, ai vậy mà không biết đâu? Chị làm gì vậy? Hình như là giỏi giám đốc cá phụ. Công việc của chị là gì? Lao công. Chị đẹp quá em. Lao công. Ờ. Lao công mà sao không đi làm công việc của mình đi chị? Thì làm xong hết rồi, giờ chị ngồi chị cắt phụ à. Làm xong hết thì giờ mình kiếm cái gì khác mình làm, chị hiểu không? Mình phải môi việc cái mình làm. Có gì đâu làm, giờ bây giờ chị cãi tôi phải không? Đâu có cãi đâu. Không cãi thì làm lại giùm tôi, nha. Ừ. Rồi em làm gì với em? Cắt giải làm gì mà cắt gan gì nó tươi giải trơn rồi, chết rồi. Tại vì nó bị xé em cắt không thôi vậy. Cắt gì chết, làm ngăn làm gì chị là chết chị rồi em ơi. Công ty trả lương cho em mà không phải là gì đâu cơ kìa em. Dạ dạ. Coi lại kỹ bằng này giùm nha. Sao vậy? Giải của người ta mà cắt mấy nhảy chứ kìa. Cái đó là dư kìa, giải dư ra chị. Ủa dư hả? Giải dư dạ. Gì hả? Rồi bà này mới đang làm gì đây? Dạ em đang cắt mấy cái chỉ dư đó chị. Cắt chỉ dư gì là em ơi. Dạ dạ. Cái công đoạn cắt chỉ dư là mấy người vậy? Dạ ba người lắm chị. Ba người? Dạ sao vậy chị? Cái công ty bằng cái bụng mà làm chi mà ba người cắt chỉ dư gì em? Ba người mới đủ chị ơi, chứ mình anh bé đó nó bị cặn lắm, làm không kịp. Hai người thôi. Hai người thôi hả? Ừ. Dạ. Cắt về được rồi. Rồi bớt ra bên đó đi nha. Bớt đi, một hai người thôi. Anh này đang làm gì đây? Đang sửa máy chị. Sửa máy? Sửa máy cần đẹp trai gì không? Cái đó em đâu biết đâu chị. Còn anh này đang làm gì vậy? Em mai lộn, em ngồi em cắt. Mai lộn? Ủa em ơi, em lãnh tiền có lộn không? Hả? Công ty vẫn đưa tiền đủ cho em đúng không? Tại cái này nó có mai chị. Mai rồi cái... Lãnh tiền không có lộn thì đừng có mai lộn giùm tôi cái. Một ngày mà mai lộn thì tốn biết bao nhiêu đồ của công ty. Nói chị xuống 5, xuống 7 là nói chuyện phải không? Hay là muốn nghỉ việc hết? Dạ. Mai lộn gì mai lộn? Em mai đàng hoàng vô. Chắc mai vừa nhìn gì nhìn nó ăn uống gì vừa mới mai lộn gì. Tập trung làm đi, tập trung làm. Chị quản lý đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ em mới vô được có 4 tháng. 4 tháng? Dạ. 4 tháng thì đã có kinh nghiệm gì chưa mà vô quản lý gì? Dạ có kinh nghiệm chứ chị. Có kinh nghiệm mà trừ biết mấy trường hợp này xảy ra chị phải làm đàng hoàng. Chị mà không có cái đề xuất lên trên là tỉ người khác gánh chịu nha. Dạ để em khắc phục. Ủa mà còn cái vụ gì mà sổ chỉ hoài vậy? Em không có thấy đường. Không thấy đường vô mai. Bé nó mới tập là chị không cảm xấu à. Mới người mới không việc mới. Mới vô được có 3 ngày à. Ừ. Còn bây giờ là thiếu người phải không? Đúng là chị đang thiếu người. Thiếu mấy người? Thiếu nhiều lắm chị, ít nhất là có 10 người mới đủ. 10 người phải không? Dạ đúng rồi. Chị ngày mai tiễn gấp liền. Dạ đúng nha. Rồi. Dạ. Mai tiễn 9 người thôi. Dạ. Ủa sao vậy chị, em phải còn 10 người chứ? Không, còn người là tôi. Nha. Vậy? Ủa là sao chị? Chị giảm hoài, dạ giám đốc đi chi làm chi biết đâu. Giờ đây làm gì chị ơi, ba cái chuyện này để tụi em làm được rồi. Không có, em xin việc. Ủa? Gì? Rồi sao lúc đầu không nói gì đi? Gì? Em đi xin việc. Em thấy cái bản tao đùng hồi trước là tuyển công nhân mai đó chị. Với lại mà nhận học việc đó. Mới nói gì? Lặp lại lần nữa cho chị nghe. Em xin việc. Bà nội cha mày ra mày giảm mặt với tao hả? Là nãy giờ mày đi vô đây là xin việc. Xin việc. Mày giống má quá he. Trời đất ơi, đi vô hết chỉ người này chỉ người kia. Hồi nãy giờ tao tính ông mày là vợ tổng giám đốc không ơi chết. Không, em muốn tạo nét không khí vui vẻ cho mọi người vui vẻ thôi à. Em có tin là em tét não với chị không hả?
Mày ơi là mày coi này mấy bà đi sinh nhật mà hồi động đi sinh việc mà mặc đồ như như là đi sinh sinh nhật vậy á. Ừ. Có thái độ bình thường mà. À, bình thường. Tại sao? Tại vì em muốn mặc đồ này á, vô vô đặng lấy điểm với lại công ty, lấy điểm với giám đốc là dễ nhận hơn. Ừ. À, má, má không có lấy điểm đâu má. Má muốn lấy giám đốc thì có đó má. Ủa, em nói chưa giận hả? Chưa. Chưa giận hả? E thấy em được không? Thôi đi mẹ. Là đi vô đây xin việc cái gì? Xin việc. Dạ. Ủa là trời xin việc mà ra vẻ cỡ đó đó mới làm. Không, à, ý là em nói, gọn đó là muốn em muốn tạo không khí vui vẻ cho mọi người, mọi người căng thẳng làm việc mệt mỏi quá. Em muốn tạo nét cho mọi người vui thôi. Vui chưa? Bé ơi, tính ra nãy giờ không ai căng thẳng luôn. Có vui chưa? Có vui luôn. Nói vô mới căng thẳng á. Em xin lỗi. Trời ơi, nãy giờ làm tao dạ dạ thưa thưa. Vậy vậy. Tính đâu là hả vợ tổng giám đốc không à? À không, không chị, em thấy bản hồi trước tuyển người đó chị, với lại mà tuyển công nhân may đó, với lại mà học việc nhận đào tạo gì đó chị. Dạ bên mình có tuyển người không chị? Có. Dạ. Đi xin xin việc mà mặc đồ nè. Như công chúa gì má. Dạ. Đại vô đây xin việc phải không? Dạ 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 dạ. Mai mốt mới nghe nè, đi xin việc ta mặc bộ đồ bình thường giùm chị đi. Đừng có làm quá nha. Em muốn lấy điểm thôi. Không có lấy điểm được đâu em. Rồi có biết may không? Dạ biết, biết chứ. Ở dưới quê em giá đồ ngoài hả? Giá đồ khác với mai đồ ở dưới quê á. Là người ta làm bằng cái máy may bình thường. Còn máy may trên đây là máy may công nghiệp không em ơi. Làm đẹp cái là chạy tập gì nè. Chứ phải dưới quê mà làm tập gì em hiểu không? Gì. À không, nhưng mà em thấy bản điện là tuyển người học việc nữa, nhận đào tạo đúng không? Thì có đào tạo đó nhưng mà phải biết mới được. Dạ dạ dạ. À bây giờ là lúc trước ở dưới quê là có mai rồi đúng không? Dạ dạ, mai kim chỉ nhẹ. À vậy em. À anh ơi, chẳng bé này vô chỉ đó. Đạt mấy cái lần này thử coi coi. Rồi để chỉ cho nó nha anh ơi. Dạ. Ô là em bữa nay mới xin vô đây làm mai đúng không? Dạ đúng rồi, em xin việc á. Dạ dạ. Có gì em giúp đỡ em nha. Rồi. Dạ. Mà em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 18 tuổi. Ủa rồi quê em ở đâu vậy? Dạ quê em Cà Mau á. Cà Mau hả? Dạ. Vậy là em mới lên Sài Gòn luôn hả? À không, em lên lâu rồi, tại vì em làm một vụ nhà hàng. Rồi tự nhiên cái giờ hổng ngày thất nghiệp quá rồi cái em qua em xin học việc mai. Vậy hả? Dạ. Vậy là em chưa biết mai á? Dạ 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 dạ. Sao đâu lát nữa anh chỉ cho em mai. Dạ 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 dạ, dạ. Anh đợi chút. Này dễ ẹc à. Ủa bà làm gì vậy? Dạ. Bà làm gì vậy bà? Em đang dưỡng móng tay chị. Thế là cái đụng quá là trời. Em đang sơn bóng á. Biết sao? Tại vì em sợ mai rồi cái giải này kia đồ nó xước. Bây giờ móng tay nó xấu móng em dưỡng. Kêu vô đây làm cái gì? Kêu vô đây là học mai chứ đâu phải đi dưỡng móng tay. Đưa đây. Dạ thôi. Cảm ơn chị chỉ đợi. Chị đợi em xíu nha. Dạ dạ. Sao rồi sao? Tịch thu đi sao? Rồi bà làm cái gì nữa vậy? Dạ. Em dặm tí phấn nền lại cho nó mặt nó sáng lên nè chị. Thôi Lạc trời. Chứ sao? Tại vì em là phục vụ nhà hàng, em đứng trước mặt khách hàng rồi. Cái bộ mặt của nhà hàng em quen rồi cho nên em đi làm này. Em ơi, ở đây là công ty Mai chứ phải là cái nhà hàng nha. Em làm ố về quá trời rồi. Em tập trung em mai giùm chị đi, em làm được không? Dạ dạ dạ, được chị. Rồi, để em chỉ cho chị sao rồi, để em chỉ cho. Chị, mai buổi trưa trước nha. Rồi. Mai buổi kia gãy đi à. Dạ, xin lỗi chị, dạ em làm liền dạ. Rồi bé này làm cái gì mà nãy giờ cắt tắm chị Dương chưa xong nữa vậy? Ê, bả đi em. Thì bả vậy đó. Chứ bả không có gì trơn, bả cũng là lai gầy gì đâu. Ủa bà vậy là em có người yêu chưa? Dạ. Thế người yêu em chưa có người yêu. Thiệt không trời, đẹp chứ có người yêu. Thiệt, em có người yêu. Đó là sao không? Đó. Tại vì công việc nó còn gắn nhiều, cái làm lo ăn cơm no đâu chưa tới mà người yêu người bọng vậy anh ơi. Vậy hả? Vậy lát nữa cho anh xin số phone nha. Có gì máy hư rồi đó em điện anh là anh sửa cho, sửa liền luôn. Rồi. Chứ mấy bạn này kêu anh. Rồi làm cái gì nữa vậy trời? Kêu làm máy mà. Vậy chị ơi, tại vì em hồi sáng em đi trước mắt cái ga chưa điều á, còn bên này nó bị lợt cái. Bây giờ dẹp không? Dạ. Không chị không cảm cho em tha miếng son cái môi hơi lợt cái em làm liền. Là cái môi lợt dữ chưa? Hả? Cái môi lợt dữ chưa? Cái môi như là cái miếng thịt bò gì mà lợt vậy? Rồi thánh cái môi bà. Em bà coi đi. Cái môi của người ta mà có cái môi lợt kìa. Vậy thôi cho em đánh miếng kem nền cũng được. Dẹp liền. Dẹp liền cho chị liền. Dạ dạ. Một lần nữa là chị cho rồi. Đi về liền đó. Rồi giờ em đưa cái chân dịch lên cái nè. Rồi sao em không đạp đi em? Cái gì nữa vậy? Anh ơi máy hư cái gì anh ơi, em đạp nó hư đây. Mới sửa máy xong luôn á. Ở đây mà máy hư vậy né ra coi. Hả?
ảnh thằng Thiên đụng coi bà cố nội ơi, bà cố nội. Rồi bà giặt cái giò lên coi hả? Bà Mai bà làm gì vậy? Bà Mai bà mang guốc gì rồi sao bà nạp? Ủa gì? Rồi mấy bà coi kìa, đó. Em tháo guốc liền chị dạ. Sao mà làm cái gì cho người ta để ý không vậy trời? Rồi có làm được không? Được chị. Không được thì chị giúp đỡ em giờ này làm việc làm khó khăn quá. Dạ đợi em xíu. Con bé Tư chỉnh cái mũi kim lại chị đây. Được mà chị. Em chỉnh mũi kim lại. Tháng này trừ 50.000 bé Tư nè. Lần nào cũng mai chỉ là toàn là chỉ thôi chứ. Bây giờ sao nè? Rồi giờ em đạp máy nhẹ cái tay em cầm vậy nè. Cầm nhẹ nha. Mình phải banh ra vậy đó không? Đúng rồi, mình phải banh ra cho nó đều. Dạ. Mình mai. Dạ. Thu chuyển mang cái đồ lên trên xưởng chưa? Chuyển rồi. Ủa chị lên kiểm tra đó nghe. Nãy giờ em banh ra chưa? Em làm anh. Không biết là em banh gì nè. Bà ngoại bà làm gì nữa vậy? Anh này anh kêu là banh miếng này miếng giải ra mới mai được chị. Thì đúng rồi chị, tại vì học việc thì mới vô mình phải banh ra mình mai nó mới ngay được chị. Banh cái gì? Đi bắt kim cái kim luôn rồi. Rồi banh cái gì mà banh? Người ta căng nhẹ cái gì nè chứ phải là banh cái miếng giải ra như vậy. Dạ. Đúng rồi đó em chị đó, đúng rồi. Nhẹ đại tí nữa em, cái máy mai nó đào đó bé. Em làm mạnh dữ lắm rồi. Nhẹ đó chị. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Em ơi, người ta đạp để em đạp gì mà em sợ mấy mai đau vậy? Hả? Em nói chị là lúc trước em cứ có mai em mới gành hơi. Tại lúc trước có làm công ty mới có 2 ngày bị đuổi rồi. Cho nên giờ em mai chưa có gành, em đang học việc mà. Em bước ra đi, em bước ra cho chị. Em giờ mạnh nè. Mạnh đạp một lần rồi em để nha. Đạp cái mũi kim ra nè. Giờ này giờ anh hướng dẫn em nha. Giờ em để vô. Đó. Đạp một mũi xong phải không? Banh ra. Trời ơi hay quá anh ơi. Ôi anh giỏi quá, anh giỏi quá. Ôi anh giỏi như thế này cứ xứng đáng làm chồng em thôi. Cái gì vậy? Đó. Rồi giờ em vô em làm lại lần cho chị Sáu coi nha. Bước vô. Người ta thị phạm một lần rồi đó. Dạ. Làm cho đúng nha. Mà mệt dữ vậy trời. Đúng rồi, ba nghĩa đó em, đúng rồi. Trời ơi, thấy điệu làm nó xấu quá mày ơi. Má trời. Má trời điệu rồi. Thôi coi chỉ bé đó đó. Rồi, chị cho anh chị cho ký hợp đồng mà. Được chưa anh? Được rồi đó em. Ôi. Để anh chỉ em lấy ổ thiền ra nữa nha. Dạ. Ôi, cảm ơn trai nha. Trời ơi, cái ổ thiền nè, cái ổ thiền đúng không? Anh này, hả? Nghe nè. Ở đây có căng tin không? Căng tin đó. Có em. Tại sáng em đi gấp quá, em đi xin việc gấp quá. Em chưa có mua nước với lại mà nó bụng quá. Bây giờ em đói bụng với khát nước đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi anh ăn kìm em có mì nha. Rồi để anh đi ra căng tin lấy nước với mì cho. Dạ. Rồi giờ em ngồi em tập bay đi nha. Dạ. Chị Sáu qua xuống mà thấy ba la. Dạ rồi cảm ơn anh. Anh đúng một câu. Dạ rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi về anh đi nha. Dạ. Bé. Không. Bữa nay đi xin việc ta hạ cái gì mà bình thường. Lên làm vợ giám đốc á. Đúng rồi, cũng được. Không sao không? Lên làm vợ giám đốc cũng được. Tại vì á, biết sao không? Lúc nhỏ thầy của con em. Hai ba năm trước thầy của con em á là đi có thầy. Thầy nói là số con sung sướng lắm. Đạp phải là có tiền hả? Đó, mày mai mai với mẹ nè. Mà là trước em mới xin mai rồi. Mà cái biết sao không? Tại vì em mai 2 ngày cái gì? Công ty nó phá sản, nó nghỉ ngang. Nó đang học việc đó, bao nhiêu mai nó chưa có gành, nó mang cái mai gành đâu, đặt mấy hơn trời, nó vô làm 2 ngày mình đi phá sản thôi, nó nghe nè em. Coi làm đùa không? Cái gì em chụp em làm đi chưa này đợi em làm được 2 ngày nó không đi phá sản. Do bà nói. Do ta xui thôi chứ hả? Do bà nói nó phá sản quá. Nè. Mì với nước nè. Dạ, cảm ơn anh trai nhiều nha. Em ăn đi nha, anh đi ra nhà kho anh sửa máy cho người ta cái. Dễ thương quá. Bé.
Cái mùi gì vậy? Tô mì của ai vậy? Hả? Tô mì này của ai? Chị chết rồi chị ơi, em gói quá, em mai dính cái đầm vô đây luôn rồi, giờ sao giờ? Gì trời? Rồi làm cái gì mà mai cái đầm vô trong đây chi vậy? Sao tao không lấy mà lấy cái đầm mai vô vậy? Ơi. Em nghe tiếng chị em sợ quá chứ. Mà em làm cái gì mà em sợ? Hả? À, vụ gì? Như bây giờ? Trời ơi, ông Thắm đâu rồi? Nè chị Sáu ơi! Chết giờ sao? Cứ lấy cái máy này giùm chị cái coi. Chị ơi, bây giờ sao dính cái đầm vô luôn vậy? Con bé nó mai cái đầm vô luôn rồi kìa. Sao vậy? Sao mà sướng xa sướng xác chị gì trời? Bà Trần ơi, bà Trần. Trời ơi em ơi. Sao gấp cái gì mà gấp cái gì mà lên tới mai dữ vậy? Anh chỉ đi. Chưa anh ơi, gãy móng tay của em rồi. Ôi. Chết rồi, giờ hư cái đầm luôn. Tại cho em nè, đem mì với đem đồ vô chỗ này, nó quýnh nó để ở đây, nó chụp cái đầm nó lên nó mai luôn. Cái gì? Chị mới nói gì? Thì cái tô mì thì của nó nè. Bây giờ Thám đem sao lấy gì nè. Thôi để đi anh Tháo chỉ anh lấy cho. Bây giờ xử lý cái tô mì này cho chị. Tô mì này của ai? Đó. Tô mì này của ai em nói cho chị nghe. Dạ của em. Của em. Em ơi, ở trong công ty này á, đâu có cho ăn trong giờ làm đâu. Dạ, em không biết chị. Thắm đừng vậy nữa. Có đâu chị Sáu, tại thấy bé mới vô là nó bụng khát nước quá thì em mới đi lấy mì. Ủa em ơi, ai khát nước ai đói bụng là cũng phải lấy mì cho họ ăn hả? Tại bé nãy giờ nó bụng gần chết sao? Nếu mà như vậy thì đâu có xây cái thằng tiên ra làm gì? Thôi, về nhà gỡ đi má. Chị đuổi em hả chị? Làm gì được nữa ông ơi, mà làm nước gì đi về đi. Mới cho em cơ hội em làm lại. Cơ hội gì? Em chưa thấy ai như chị hết trơn á. Đây là công ty thứ năm em xin rồi đó. Trời ơi. Cái gì? Công ty thứ năm mày hả? Trời ơi, với cái thái độ làm việc như vậy mà 10 công ty cũng bị đuổi à. Không có ai mà đi làm mà mặc đồ như vậy hết trơn á. Rồi coi kìa. Kem phấn son lè lè. Chị cho em một cơ hội đi chị. Đứng vậy. Đứng vậy đi ra khỏi công ty cho lên. Ở đâu cũng khó, không có quy định đó em ơi. Cho người ta cơ hội đi. Không có cơ hội gì hết trơn á. Đi làm mà vậy đó. Mà hay hướng cái mỏ thì chè. Đứng lại. Đứng lại đây. Cái gì vậy? Mới nói gì vậy? Tôi nói cái mặt bà thấy gớm, mỏ bà chè. Thấy gớm là thấy gớm sao? Chứ được đẹp nó mà không thấy gớm. Em ơi, chị không được đẹp. Nhưng mà chị được làm quản lý. Chừng nào em làm quản lý, hát 20-30 củ như chị để hả nói chuyện ha. Quản lý. Đúng. Quản lý chứ không phải là quản lú. Quản lú lại gì nữa? Là bà ngu đó. Con này chết rồi chị Sáu. Bé nó mà sao giờ dính nguyên cục chỉ cho bá trong đây luôn. Trời ơi. Chắc luôn rồi. Bây giờ cái máy này nó sửa tới ngày mai luôn đó nha. Đó hư luôn hả? Chứ giờ nó mai dính gì em biết sao giờ. Trời ơi, lại thấy dữ gì chứ. Cái ngữ ban đầu rồi. Cái ngữ ban đầu là thấy không được, tại Sáu nhận vô chứ. Giờ mà vậy biết sao giờ.